Mến chào quý vị và các bạn quay trở lại với bản tin SPTV của chúng tôi ngày hôm nay. Tất cả thông tin rôm rả trong thời gian qua của vụ án drama gây chấn động cộng đồng mạng trong suốt hơn 16 tháng qua, đến nay dù đúng hay sai thì tất cả khuất tất người dân cần được biết và mọi thông tin cần được đăng tải rộng. Thưa quý vị, gần sát ngày đưa ra xét xử thì vụ án drama của bà chủ Đại Nam càng trở nên bí hiểm hơn với hàng loạt đám phản diện có lẽ lo sợ. Nên chúng chơi trò trở cơ, đúng là đám lươn lẹo hết câu từ để nói. Trở lại với cái câu chuyện của Sơn Nguyễn Phương Hằng thì ai cũng biết rằng hiện tại là đang trong cái vòng điều tra của các đám phản diện. Chính vì thế mọi cái thông tin gì từ nhỏ tới lớn liên quan đến cô Nguyễn Phương Hằng thì chúng ta chỉ biết được báo chí bên phía báo Công an Nhân dân, chứ còn hoàn toàn những cái thông tin ở bên phía luật sư siêu Nguyễn Phương Hằng hay là bên ông Dũng Lò Vôi thì không được tiết lộ, giữ bí mật để chuẩn bị trong vụ ra tòa sắp tới đây. Mặc dù hàng triệu khán giả và người dân cả nước đang mong chờ, nhưng chúng ta chỉ có thể biết được một số cái status ở bên phía trợ lý của siêu bà Nguyễn Phương Hằng mà thôi. Thế nhưng những tín hiệu vui gần đây đã cho chúng ta thấy nhiều hơn, đặc biệt là sau những tờ báo Công an Nhân dân đăng tải những thông tin liên quan chút đỉnh đến Sơn Nguyễn Phương Hằng. Nhưng người phía phản diện ngược lại đó là chúng có động thái lạ, đó là một số kẻ lươn bắt đầu trở cờ quay xe. Bây giờ nhiều đối tượng đổi hướng, chúng bắt đầu tỏ ra đồng tình với những gì mà bà Phương Hằng đã tố cáo. Sau khi ả nhà báo Hàn Si và luật sư Trần Văn Sĩ bị bắt vô tù, và ngay cả cái ả Đinh Lan giờ đây cũng đang hoảng sợ. Chúng bắt đầu tán dương bà Phương Hằng đã đúng, chẳng hạn như vấn đề về sao kê từ thiện, hoặc như một số phát ngôn của đám nghệ sĩ lăng băm, hay là những cái vấn đề mà siêu Phương Hằng đưa ra trong cái drama, thì dường như những kẻ mà trước đây công kích bà Phương Hằng rất là dữ dội thì lại quay sang đồng tình với những gì mà siêu Đại Nam tố cáo. Có lẽ thì sắp tới đây, bà Hằng tại ngoại, chính vì thế những tên gừng sĩ bẩn này đã run sợ. Và cũng đúng thời điểm này họ lại đồng tình. Tại sao trước đây ả nhà báo hai mặt và đám lươn lẹo lại kịch liệt phản đối và thậm chí là lôi cả công ty Đại Nam ra hù dọa bôi xấu để quậy phá tanh bành. Đặc biệt là chúng một mực chống phá quỹ từ thiện hàng hữu. Vâng thưa quý vị, những người chống phá đã bị người dân lên án rất dữ dội. Trong số tất cả những cái người mà trước đây công kích bà Phương Hằng thì trong đó không ai khác chính là đám ca nghệ sĩ Mr. Đờm, Trấn Thành, Hoài Linh và cả cô nhà báo hết thời Hàn Ni. Và một vài người nổi tiếng khác, họ được cho là nhà báo hay là Facebooker nổi tiếng. Và trong đó thì có một người được mệnh danh là hiệp sĩ, đó là Nguyễn Xin. Thì chắc quý vị cũng biết nhờ cái drama của bà Phương Hằng thì người dân mới biết tường tận bộ mặt của chúng. Trong khi dạo gần đây thì chúng ta thấy có một số tín hiệu, thậm chí là cái thời hạn tạm giam của bà Phương Hằng chỉ còn đếm từng ngày nữa thôi. Thời điểm ông Dũng Lò Vôi, chồng của bà Phương Hằng, cũng bất ngờ công bố hàng loạt những bằng chứng tố cáo mới nhất lên Bộ Công an Thành phố Hồ Chí Minh. Bởi trước ngày xét xử cần phải bổ sung đầy đủ mọi thông tin, qua đó cũng rất nhiều tình tiết mới đã xảy ra trong lúc bà Hằng đang bị tạm giam trong trại T30. Trước hàng loạt những bằng chứng quá rõ ràng, nhiều đám gừng sĩ bỏ của trả lãi người có tên xin rút lui khỏi vụ án drama. Thế nhưng những cái tên đầu sỏ thì không thể rút lui được nữa, buộc phải chấp nhận thực tế là bị công an điều tra và phải đối chất với bà Phương Hằng trong thời gian tới đây và có thể sẽ bắt giam trong thời gian tới. Theo thông báo mới nhất của Viện Kiểm sát Nhân dân TP.HCM thông báo thì cần phải nhanh chóng triệu tập hàng loạt những người liên quan đến vụ án drama của siêu Nguyễn Phương Hằng. 7 ngày ra tòa sát nách rồi, vì lo ngại các nhân chứng và những người liên quan sẽ đi ra khỏi địa phương, thế nên Viện Kiểm sát Nhân dân TP.HCM đề nghị chính quyền thành phố Hồ Chí Minh và Công an TP.HCM phối hợp cấm di trú của những cá nhân tổ chức có liên quan đến vụ án của siêu Đại Nam Nguyễn Phương Hằng. Cụ thể như có nhà báo hết thời Hàn Ni, ả giật chồng Viu Anh, tên nhà báo Đức Hiển, nam MC Trấn Thành, Mr. Đờm và nhất là cái tên được chú ý, đó là thần y lừa bịp Võ Hoàng Yên, đã bị Công an TP.HCM mời lên làm việc và cấm đi khỏi nơi cư trú. Không biết chuyện gì sẽ xảy ra sắp tới đây. Trong số đó, đáng chú ý nhất được cư dân mạng réo tên và bức xúc đó là việc ả nhà báo Hàn Ni vì quá run trước vụ việc đã bày mưu vội vàng lên tiếng kêu gọi những fan phản diện phải hành động để cứu cánh cho ả. Nhưng hiện tại thì không ai dạy gì mà lao vô chảo lửa cùng với việc làm phi đạo đức như thế. Và cái kết quả là ả ta đã bị lôi vào T30 ở cùng với siêu Nguyễn Phương Hằng. Thưa quý vị, trong các bản tin trước kênh SPTV chúng tôi cũng đã cập nhật về sự việc mới đây nhất thì
Ả Đinh Lan cũng đã bị công an mời lên uống nước trà làm việc. Trước lúc xét xử vụ án drama, thì Ả Đinh Lan này có những tâm điểm được phía chính quyền chú ý vì tất cả những lá đơn mà bà Phương Hằng tố cáo Ả ta lên Bộ Công an đang được điều tra, và Ả Đinh Lan này cùng với Ả Hàn Si Vio cũng đã vu khống xúc phạm danh dự, đánh phá quỹ từ thiện hàng hữu của cả công ty Đại Nam. Bản tin rúng động và mới nhất trước thông tin gây bất ngờ khi Bộ Công an phối hợp với các ban ngành bắt đường dây mua bán sản phẩm giả của tên nam MC bố đời Trấn Thành. Thưa quý vị, trong thời gian qua, các hệ thống buôn bán của Trấn Thành ráo riết tung ra thị trường hàng loạt sản phẩm với nhiều mặt hàng kém chất lượng. Vụ việc này đã làm kinh động đến cơ quan chức năng và Bộ Công an. Việc tên nam MC Trấn Thành phải trả cái giá cực đắt cho hành động quá tham lam, coi thường pháp luật. Cứ nghĩ sự sống của người dân như là các buổi biểu diễn hài nhảm xàm xí trên sóng mà thôi. Sau kỳ đại án sao kê đến giờ vẫn chưa thể được làm minh bạch và vẫn đang là câu hỏi rất lớn trong lòng công chúng. Những ồn ào liên quan đến sự minh bạch trong cách làm từ thiện khiến cộng đồng mạng rất bất bình và thậm chí những cuộc tranh luận gay gắt đã nổ ra. Thế mà những sai sót lộ rõ mùi mươi của tên hài Trấn Thành, vậy mà hắn lại vác cái thân muốn đi lưu diễn. Và thái độ của người dân miền Trung đối với tên hài Trấn Thành giờ đây, dù có làm đủ chiêu trò, chọc cười khán giả nhưng thất bại ê chề, phản ứng không còn mặn mà, thậm chí là mỉa mai của khán giả trong những buổi biểu diễn của tên nam danh hài Trấn Thành. Cùng với Hoài Linh đã không có gì quá bất ngờ. Tuy nhiên mới đây, thì tên nam MC Trấn Thành đã chính thức quay trở lại miền Trung cùng sau đợt bão sao kê 2020. Hiện tại dù đã được Bộ Công an cứu cánh nhưng đến nay việc tên nam MC Trấn Thành và những gương sĩ trong đề án sao kê về việc chậm giải ngân tiền từ thiện và có rất nhiều khuất tất vẫn khiến khán giả vô cùng là thất vọng. Sau loạt lùm xùm ăn chặn tiền từ thiện, những người nghệ sĩ cũng đang từng tìm bước là để mà trở lại con đường nghệ thuật trong showbiz. Tuy nhiên, phản ứng của khán giả trước sự trở lại của những gương sĩ nói chung và của tên nam MC bố đời Trấn Thành nói riêng không còn được ủng hộ nhiệt tình như trước, thậm chí là nhận về toàn những lời mỉa mai bởi vì những trò làm lố lăng. Mới nhất thì trên mạng xã hội xuất hiện đoạn clip ghi lại show diễn miễn phí của tên nam MC Trấn Thành cùng với Hề Lũ ở Quảng Nam. Đang nói thì tên Hề Lũ bước ra sân khấu gửi lời chúc sức khỏe đến khán giả, thậm chí còn xen lẫn giọng địa phương để trò chuyện, nhưng những phản ứng của khán giả phía dưới cũng gây bất ngờ không kém. Cụ thể chỉ lác đác vài khán giả vỗ tay, còn lại số đông không thể cười hay là phản ứng trước câu đùa hóm hỉnh của tên Hề Lũ. Và clip này ngay được đăng tải đã trở thành đề tài bàn tán xôn xao rôm rả của cư dân mạng. Hầu hết mọi người đều tỏ ra buồn bã vì tên nam danh hài có lẽ đã mất đi cái duyên của 30 năm làm nghề. Thậm chí một số ý kiến còn nhắc đến ồn ào từ thiện của tên nam MC bố đầy Trấn Thành và khuyên những nam nghệ sĩ này nên giải nghệ vì đánh mất chữ tín với khán giả rồi. Tên nam MC bố đầy Trấn Thành cũng có vấn đề. Họ cố ý để lại chi tiết này, tôi không đủ thông tin để trả lời cho câu hỏi này. Tên nam MC bố đầy Trấn Thành có thể chưa đúng mực, nhưng trách nhiệm của đơn vị sản xuất, nhà sản xuất này lớn hơn, đáng phê phán hơn. Khán giả này đã nói rõ ràng với phóng viên như thế. Trao đổi với phóng viên của báo Vietnamnet thì một biên tập lâu năm trong lĩnh vực giải trí đã xin phép giấu tên cho hay. Từ góc độ chuyên môn, mỗi trang báo chí sẽ có tư duy khác nhau trước những tình huống như câu đùa bị cho là miệt thị ngoại hình của tên nam MC bố đời Trấn Thành này, thì chúng tôi không có văn bản hay là quy định cụ thể về các nội dung như nghệ sĩ bông đùa trong chương trình. Vì vậy, việc biên tập viên có cắt đi thì chi tiết không tùy thuộc vào tư duy, sự nhạy cảm của mỗi người. Người này đã nói, theo biên tập viên khó xác định nhà đài có chủ đích hay là không trong việc sự giữ lại những đoạn kiểu này nhằm đến mục đích là câu view câu like. Thế nhưng dù nói gì đi nữa thì sự bức xúc của người dân, khán giả, người xem là đã nhìn thấy rõ. Sự nhạy cảm cần thiết để tránh những tình trạng không đáng có gây tổn hại danh tiếng đối với nghệ sĩ lớn, uy tín của nhà đài. Ban biên tập này đã cho hay nhiều vấn đề liên quan. Tên nam MC bố đời Trấn Thành là lỗi hay do hệ thống? Tất nhiên là lỗi từ tên nam MC bố đời Trấn Thành là người đầu tiên, nhưng hệ thống cũng là một đơn vị cần phải chịu trách nhiệm chính trong việc đưa thông tin về những vấn đề liên quan trên sóng truyền hình. Vâng thưa quý vị, như kênh SVTV của chúng tôi đã cập nhật đến quý vị vụ án drama của bà Phương Hằng,
trở nên sôi sục hơn.